rồi lo lắng buồn không nếu em thiếu ai. Ngủ ngon nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm lên vào đôi mắt cho vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài, người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Và đấy là các cái ưu điểm của cái cặp vít 225 này anh em nhé. 100% sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Từ tính mũi vít tốt, đầu chính xác nên là anh em găm vào con vít ở cái theo chiều phương nằm ngang nó vẫn có thể giữ nguyên được anh em ạ. Và quan trọng hơn cả là hiện tại anh em sẽ có một mức giá cực kỳ phải chăng đối với những cặp tô vít như thế này. Với giá hiện tại tại Acetone anh em chỉ săn với giá dưới 110.000 một cây anh em nhé. Vì vậy bác nào có nhu cầu săn sale những cặp vít Nhật với giá thành rẻ, anh em có thể nhấn ngay vào giỏ hàng để đặt hàng anh em nhé.